Hello anh em, hôm nay mình sẽ điều chỉnh đèn LED trên tay cầm in-ear mới nhất của in-ear cho anh em tham khảo. Rồi để trước tiên mình mở tay cầm ra đi. Đây là con tay cầm mình đã tắt đèn LED. Bây giờ mình bấm đèn LED cho anh em tham khảo. Anh em bấm đè chữ T và cầm ngang đốc. Anh em bấm một lần là đèn LED nó mở lên, mà bấm một lần là đèn mình chọn một màu nào đó. Rồi anh em tiếp tục, anh em bấm giữ chữ T, anh em bấm đè analog hai lần, 1, 2, nó sẽ đổi màu đèn LED này, đổi màu đèn LED. Rồi có một cái anh em hỏi mình là có những cái anh em thắc mắc là tại sao mà không biết tắt đèn LED. Rồi đây mình sẽ bấm tắt đèn LED cho anh em xem. Anh em giữ chữ T, anh em bấm càng analog 3 lần. Rồi mình làm lại chữ T 1, 2, 3. Rồi nó tắt đèn LED. Đây, tắt đèn LED. Mình muốn thích đèn LED nào thì mình chọn cái màu đèn LED đó. Bây giờ mình mở lên thì mình bấm chữ T, bấm nhẹ một cái. Analog nhẹ một cái, đè analog nhẹ một cái. Rồi nó sẽ hiện màu mở đèn LED lên. Mình bấm chữ T, bấm hai lần, đổi màu. Mình thấy nó nhấp nháy cái đèn nào á thì mình thích cái đèn nào thì mình chọn bấm chữ T, bấm một lần một analog đè xuống là nó sẽ chọn một màu mình yêu thích. Rồi mình muốn tắt á, thì mình bấm chữ T, bấm 3 lần liên tục. Ấy cần analog 3 lần liên tục. 1 2 3. Rồi. Đây là những cách mình được biết trên tay cầm in-ear cách tắt đèn LED và chỉnh điều chỉnh đèn LED. Rồi cảm ơn anh em. Mình thì mình thích đèn LED đổi màu.